trận thứ 5, trận câu đài thứ 3, lôi đài Mingati kỳ 86 giữa Nguyễn Tấn Long và Trần Độc Tú. Sau 4 set đầu, tỷ số đang là 2 đều trên hai bên. Wow, một pha rất ổn. Hay lắm cậu ơi. Hai đều. Hay lắm kìa ơi. Ui. Lắm cậu ơi. Tiếp nhiên liệu. Hay lắm kìa ơi. Lên không mà con. Để đầu bóng lại tới. Hai bốn. Ai giao banh rồi đấy đi. Rất hay. Ba bốn. Bốn đều. Bốn sáu. Quý thắng được đồ của mình đã gì được nhóc quá được mà đồ với anh ấy. Thắng đồ mình lên như thế đó thích thì lên cứ nói chuyện lại tốt đây nè 6-7. Ôi nó bỏ cù luôn hả? Đâu? Là hẹn 4 giờ đánh là nó bỏ nó tới gì? Bay đâu? 5 giờ chưa dắt nhưng mà nó tới sao? Nhận viên rồi, sắp nhận viên gì hết rồi. Bay 8. Giật không có tán con. Đúng vô. Ai anh Tú ơi. Tóm đều đều trái. Dưới chạm bình lông. Một
khám đều, xe thứ 5. Tám chín. Và 11-8, như vậy sau 5 trận đấu thì tỷ số 3-2 tạm thời nghiêng về cho đại chủ Trần Quý. Và chờ đón set 6, set 6 là set mà Tây Vận Nguyễn Tân Long bắt buộc phải thắng nữa anh muốn bước sang set thứ 7.